Khiết Ngân xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình 50 năm người Việt định cư tại Úc của VATV SBTN DC. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được mời quý vị cùng tiếp chuyện với một trong những khuôn mặt rất là được nhiều người yêu mến ở tại New South Wales của chúng ta cũng như tại Úc Châu, đó là vị cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales nhiệm kỳ 1999-2001, và hiện tại ông cũng là đương kim chủ tịch hội đồng tư vấn giám sát. Xin mời quý vị cùng chúng tôi chào đón luật sư Nguyễn Văn Thân. Xin chào luật sư. Vâng, xin chào Khiết Ngân, xin kính chào quý khán giả của SBTN Hòa Thành Đốn. Dạ, thưa luật sư, xin luật sư chia sẻ lại cùng với mọi người một chút về cái bối cảnh của cộng đồng người Việt chúng ta lúc đó, thời điểm trước và thời điểm luật sư làm chủ tịch cộng đồng người Việt New South Wales. Vâng, xin cảm ơn Khiết Ngân. Kính thưa quý vị, thì tôi bắt đầu tham gia sinh hoạt với cộng đồng vào năm 1997. Dạ. Khi tôi bắt đầu thì tôi là phó chủ tịch kế hoạch của ban chấp hành, thời đó là do luật sư Võ Minh Cương làm chủ tịch. Lý do mà tôi tham gia vào lúc đó nó có một cái lý do rất là quan trọng, đó là thời điểm đảng One Nation và bà Pauline Hanson bắt đầu trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Và tiếp theo đó là nó có một cái làn sóng, có thể nói là một cái làn sóng kỳ thị người châu Á. Và nó cũng là một cái động cơ mà tôi nghĩ rằng tôi cũng nên tham gia và đóng góp cho cộng đồng. Vào cái thời điểm đó thì cộng đồng chúng ta có thể nói là cũng là mới chân ướt chân ráo, bước vào cái tiến trình hội nhập ở tại Úc. Và những cái thế hệ đầu tiên, có nghĩa là thế hệ của giới quân nhân, họ là những người đầu tiên đứng ra thành lập tổ chức cộng đồng. Thì nếu như tôi nhớ không lầm đó, thì cái tổ chức cộng đồng thì lúc đó cũng chỉ được mới được thành lập có khoảng chừng 6-7 năm thôi. Dĩ nhiên trước đó cũng có một vài cái hội, nhưng mà lúc đó nó chưa có phải là một tập thể cộng đồng. Rồi nếu như tôi nhớ không lầm đó, khi tôi vào sinh hoạt thì lúc đó là ông Võ Minh Cương là đã chủ tịch 3 nhiệm kỳ, là 6 năm. Và 2 năm trước đó cái người chủ tịch cộng đồng đầu tiên là ông Trần Thanh Phúc. Có nghĩa là khi tôi bước vào sinh hoạt thì lúc đó tổ chức cộng đồng mới vừa được thành lập cả khoảng được 8 năm. Có nghĩa là luật sư Nguyễn Văn Thân là một trong những vị chủ tịch thời rất là đầu của cộng đồng chúng ta, lúc đó vẫn còn rất là sơ khởi, người thứ ba. Thì cũng xin nói rõ đó là trước khi mà tổ chức cộng đồng được thành lập đó, thì cũng có một cái tổ chức khác, nó gọi là hội đồng điều hợp các tổ chức. Thì hội đồng điều hợp các tổ chức là đại diện cho một số các cái hội đồng đoàn thể được thành lập. Và cái tổ chức cộng đồng hiện hữu song song với cái tổ chức được gọi là hội đồng điều hợp các tổ chức. Và cái vị chủ tịch, và trước đó cũng có một vài vị chủ tịch, nếu tôi nhớ không lầm thì có những người như là ông Nguyễn Hữu Chánh, ông Nguyễn Từ Nam, ông Dương Hữu Chiêu. Thành ra cái tổ chức cộng đồng cũng đã có rồi, nhưng mà lúc đó nó là hai tổ chức riêng biệt. Khi mà hai tổ chức sáp nhập vào, hay là nói đúng hơn đó là cái tổ chức được gọi là hội đồng điều hợp các tổ chức sáp nhập và chịu lấy cùng cái tên là cộng đồng người Việt tự do. Thì cái vị chủ tịch cộng đồng người Việt tự do đại diện cho tất cả các hội đoàn, cái vị đầu tiên là ông Trần Thanh Phúc. Hôm nay thì Khiết Ngân mới được nghe nhắc lại quý vị, bởi vì thật sự Khiết Ngân cũng qua sau này và tham gia một chút vào cộng đồng, tìm hiểu những sinh hoạt cộng đồng nhưng mà không có được biết chi tiết như vậy. Cảm ơn luật sư Thân đã nhắc lại. Và thưa luật sư Thân, bởi vì luật sư Thân là một người tham gia vào những ngày đầu ở trong cái tổ chức cộng đồng của chúng ta, tạm gọi là như vậy, thì và anh cũng là người trẻ nhất so với những vị chủ tịch trước đó, và cho tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn bằng cách này cách khác tham gia cùng với cộng đồng chúng ta. Thì trong cái nhìn của anh, cái bối cảnh của ngày xưa so với bây giờ thì cộng đồng chúng ta có những cái gì khác biệt mà nổi bật về thuận lợi vẫn bất lợi, thưa anh? Vâng, cảm ơn Khiết Ngân. Thì tôi thấy đó là khi mà tôi mới bắt đầu tham gia vào với cộng đồng đó, thì lúc đó thì chúng ta thấy các cái thành viên của cộng đồng mà có thể nói là nó rất là thuần nhất. Có nghĩa là đại đa số tất cả mọi người đều là các thành viên đều là những cái người thuộc về thế hệ thứ nhất. Và đa số là các vị cựu quân nhân. Và trong các cái vấn đề sinh hoạt, họp hành, phân chia công tác, dĩ nhiên thì bên trong nội bộ thì lúc nào nó cũng có những ý kiến khác nhau. Nhưng mà tôi thấy là nói chung là chúng ta nhìn vào cái bản sắc của cộng đồng đó thì chúng ta thấy rất là thuần nhất. Nói chung họ là những người tị nạn.
Họ là những người đã sau năm 1975 đa số là đã phải bị đi tù cải tạo, đi kinh tế mới, rồi sau đó đi vượt biên và định cư ở nước Úc và cùng nhau bắt tay xây dựng một cái cộng đồng. Thì nó có những cái điểm thuận lợi của nó là mình nói về cái vấn đề bản sắc thì nó rất là thuần nhất, nó rất là đồng nhất. Nhưng mà dĩ nhiên nó cũng có rất là nhiều khó khăn, là tại vì lúc đó đó cộng đồng của chúng ta thì cũng mới chân ướt chân ráo hội nhập vào cái xã hội Úc. Và chúng ta có những cái, mình có thể nói là cái vấn nạn xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ, các thanh niên. Thì nếu như mà quý đồng hương nào có theo dõi hay là có sinh sống ở nước Úc hay là ở tại Sydney trong cái khoảng thời gian đầu đó, còn nhớ đó, thì chúng ta trải qua một cái giai đoạn là nó có một số cái vấn nạn về băng đảng thanh thiếu niên. Và ngay tại khu vực chính, khu vực mà có đông người Việt cư ngụ là Kalamata, thì chúng ta cũng đã trải qua một cái giai đoạn vô cùng khó khăn. Có nghĩa là thanh thiếu niên rồi những cái vấn đề phạm pháp, xì ke ma túy, nó có chứ không phải là không. Thì và đó cũng là một trong những cái thời cao điểm mà khi tôi gia nhập là chúng ta có cái vấn nạn đó. Và tôi còn nhớ đó là cái ban chấp hành của chúng tôi đã phải làm việc rất là tích cực với cảnh sát ở địa phương cũng như là hội đồng thành phố để giúp ổn định lại được cái tình hình. Và sau đó đó thì chúng ta từ từ thì chúng ta, tôi nghĩ là chúng ta đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó. Tôi nói ở đây đó là cộng đồng của chúng ta cũng không có khác gì các cộng đồng khác, có nghĩa là chúng ta là những người đi tị nạn. Các cái thế hệ cha mẹ khi qua tới đây là không rành tiếng Anh. Rồi ai cũng phải lo đi tìm việc làm. Và tôi nhớ là đa số người Việt của mình vào lúc đó làm hãng và ở nhà mai rất là cực, một tuần là 7 ngày. 7 ngày làm việc. Rồi đôi khi con em đó thì gửi đi trường học. Mà mấy em ở cái tuổi, tôi nhớ cũng như tôi vào cái thời gian đó qua đây là khoảng 16, 17 tuổi thì nó rất là lỡ cỡ. Đúng rồi, Và khi đi học đó thì tiếng Anh mình không rành. Và khi về nhà đó thì các em đôi khi tiếng Việt cũng không có đối đáp được một cách suôn sẻ với cha mẹ trong gia đình. Thành ra có một cái thế hệ, tôi tạm gọi là các thế hệ lỡ thời hay lỡ cỡ đó, gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ là cộng đồng của chúng ta cũng rất là may mắn là mình đã vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đó. Nhưng mà trở lại trong cái phần trước khi chúng ta nói về cái sự giống như khó khăn của cái thời điểm hiện tại đối với cộng đồng người Việt chúng ta ở trong thành phần ban chấp hành đó, thì Khiết Ngân muốn trở lại một chút cái bối cảnh của cái sự hình thành cộng đồng người Việt chúng ta xung quanh cái khu vực Kalamata thời gian đó, bởi vì anh cũng có cái cơ hội làm việc ở xung quanh cái khu vực đó, thì anh có thể chia sẻ thêm một chút cho mọi người. Vâng, thì khi chúng ta nói về cái cộng đồng đó thì nó có hai mặt. Thứ nhất là nó có cái tổ chức cộng đồng người Việt tự do, tức là cái tổ chức đại diện cho tất cả các cái hội đồng đoàn thể và các thành viên của cộng đồng. Rồi ngoài ra đó chúng ta cũng có một cái tổ chức, một cái nhóm người Úc gốc Việt, mình gọi chung là cộng đồng, hay mình nói là cái phần đầu tiên là cộng đồng viết hoa, cái phần thứ hai là cộng đồng viết thường, nói nôm na như vậy. Là tất cả mọi người Việt sinh sống ở những cái khu vực, thì ở tại Sydney, ở tại New South Wales này đó thì có rất là đông người Úc gốc Việt hay là người Việt Nam của mình tập trung ở khu vực Kalamata. Thì cái đó nó cũng dễ hiểu thôi. Là tại vì khi mà cái thế hệ đầu tiên họ đi tị nạn đó, thì ở Kalamata có một cái trung tâm dành cho những người mới đến. Thì khi những người mới đến đó thì họ ở cái trung tâm. Đó khoảng ngay cái chỗ nào anh? Ở gần chỗ cái trường học ở Kalamata đó, nó có cái nó gọi là Kalamata Hostel. Bây giờ thì nó không còn nữa, nhưng mà hồi xưa cái Kalamata Hostel là nó nằm ở gần cái khu vực cái trường học Kalamata. Thì những người tị nạn lần đầu tiên qua thì ở cái hostel đó, cái trung tâm đó. Rồi từ cái trung tâm đó thì họ ra, họ đi tìm việc, họ đi mướn nhà. Thì dĩ nhiên lần đầu tiên thì qua bên đây thì chưa có xe. Và gần chỗ nào gần nhất và có thể nói là rẻ tiền nhất vào lúc đó là cái khu vực Kalamata. Cái địa điểm thứ hai mà cũng có rất là nhiều người cư ngụ là ở Bankstown. Thì ở Bankstown thì nó xa hơn Kalamata một chút xíu, nhưng mà nói chung nó cũng là thuộc về cái vùng Tây Nam ở Sydney.
thì so với những cái khu vực mà ở phía Bắc Sydney đó, thì cái vùng Tây Nam ở Sydney thì tương đối nó rẻ tiền hơn. Dạ. Và nó nằm thuộc trong cái túi tiền của những cái người mới qua. Dạ. Rất là khó khăn, với hai bàn tay trắng đi làm hãng rất là cực khổ. Dạ. Ở nhà mai vá rất là cực khổ. Dạ. Thì họ để dành được một ít tiền để mà đặt cọc mua cái nhà. Thì dạ, cái, những cái nơi mà họ mua nhà là Karamata và Bankstown. Dạ. Còn Marrickville lúc đó thì sao anh? Lúc đó mình có nhiều người Việt chưa anh? Marrickville đó thì cái lý do mà cũng có một số đáng kể ở Marrickville đó, thì theo tôi hiểu là Marrickville là cái khu lúc đó có rất là nhiều hãng xưởng. Dạ. Thì có, tôi có nghe rất là nhiều người quen cũng như là những người thân chủ kể lại khi họ qua đây đó, thì họ đều được Bộ Xã hội giới thiệu đi tìm việc làm, và có rất là nhiều hãng xưởng ở cái khu vực Marrickville. Tôi nói khu vực Marrickville ở đây có nghĩa là nó có những cái nơi chẳng hạn như là Newtown, Summer Hill, đại khái như là những cái suburb hay là những cái khu phố thị chung quanh cái khu vực đó. Rồi khi họ đi làm việc ở chỗ đó đó thì có rất là nhiều người họ bắt đầu họ thuê nhà hay là thuê ở đây mình gọi là flat, có nghĩa là những cái căn chung cư để nó gần cái chỗ làm việc, rồi từ từ bắt đầu họ có tiền họ mua nhà. Thì đó cũng là một cái lý do mà tôi nghĩ rằng là khi nói đến người Việt ở tại tiểu bang New South Wales thì ba cái địa điểm chính là Karamata, Bankstown và Marrickville. Nó có một cái địa điểm thứ tư nữa, nó cũng nằm ở trong cái tiểu bang New South Wales, nó xa hơn, nó ở thành phố Wollongong. Cách Sydney có khoảng chừng một tiếng đồng hồ, nhưng mà nó cũng có một cái lịch sử là hồi xưa thì cái hãng sắt BHP, có nghĩa là BHP, cái hãng sắt rất là lớn ở Wollongong. Thì đầu tiên hết đó, có khoảng đâu, nếu mà tôi nhớ không là có khoảng 1.000 gia đình khi mà được đi định cư tại Úc, thì vì lý do kia là bộ di trú, gia đình người Việt đó từ ở bên trại tị nạn, thì bộ di trú đã đưa 1.000 gia đình, có khoảng 1.000 gia đình đó định cư ở Wollongong. Và những người đó là người ta đi ra, người ta tìm được việc làm ngay tức khắc, là tại vì cái hãng sắt ở Wollongong vào cái thời điểm đó. Thì bây giờ đó thì tôi có cái cảm giác rằng là càng ngày thì những cái người đầu tiên họ cư ngụ ở tại Karamata, Bankstown, dần dần rồi họ cũng khá giả, hoặc là con cái của họ là bắt đầu lớn lên rồi đó. Cũng có một số người từ từ người ta cũng có dọn đi nơi khác cũng có. Nhưng mà rồi lại cũng có những cái người mới đến từ Việt Nam. Đúng rồi. Là những người sau này đó thì thì là di dân sau này. Thì vì ở Karamata, Bankstown, Marrickville thì đã có sẵn phố xá của người Việt rồi. Thì họ lại trám vào cái chỗ mà những cái người đã ở lâu đi dời ra chỗ khác. Thì đó là cái bối cảnh về cái background của những người Việt trong cái thời điểm luật sư Nguyễn Văn Thân làm chủ tịch. Nhưng mà thưa anh, trở lại với cái cơ cấu của cộng đồng chúng ta đó, thì lúc anh, lúc luật sư Thân bước vào trong cộng đồng của chúng ta thì hình như là luật sư là người thứ ba, là vị chủ tịch thứ ba trong cái số những người chủ tịch của cộng đồng chúng ta, thì lúc đó mình đã có cái cơ cấu của ban chấp hành của mọi người giống như bây giờ chưa anh? So với thời điểm đó thì như thế nào? Vâng, thì lúc đó là chúng ta cũng đã có một cái cơ cấu cộng đồng, có nghĩa là mỗi một cái tổ chức cộng đồng như vậy mang một cái tính cách pháp nhân, là một hiệp hội có đăng ký với nhà nước, và chúng ta không chỉ có cộng đồng tại từng tiểu bang và lãnh thổ, mà chúng ta có mỗi cộng đồng ở mỗi tiểu bang và lãnh thổ, và tất cả mọi cộng đồng ở mỗi tiểu bang và lãnh thổ đó thì nằm dưới một cái dù của cộng đồng liên bang. Thì nói đúng ra thì cái tổ chức của cộng đồng của chúng ta khá thuần nhất. Theo tôi hiểu thì chỉ có nước Úc của mình ở đây là có một cái tổ chức cộng đồng từ cấp liên bang tới tiểu bang như vậy. Thì bên trong mỗi cộng đồng, đặc biệt là tại cộng đồng ở New South Wales đó, thì chúng ta cũng có cái văn bản nội quy vào thời điểm đó. Và tính từ thời điểm đó thì chúng ta cũng đã tu chính nội quy được cũng 2-3 lần rồi. Thì ngay vào cái thời điểm đó thì tôi còn nhớ đó, thì cộng đồng cũng có một cái ban chấp hành. Ban chấp hành cộng đồng là về mặt chính thức là đại diện cho cộng đồng người Việt, gồm có các hội đồng đoàn thể cũng như các thành viên người Úc gốc Việt cư ngụ tại New South Wales. Cái cơ cấu thứ hai là hội đồng tư vấn và giám sát. Hội đồng tư vấn và giám sát thì cái chức năng của nó cũng giống y chang như là cái tên gọi. Có nghĩa là vừa tư vấn và lại vừa giám sát. Tư vấn ở đây thì là khi mà ban chấp hành có những cái thắc mắc gì hay là cần yểm trợ cái điều gì, thì hội đồng tư vấn giám sát đóng góp ý kiến với ban chấp hành. Cũng như là khi mà hội đồng tư vấn giám sát nhận được những cái phản ảnh gì từ các hội đoàn đoàn thể, thì hội đồng tư vấn giám sát đại diện cho các hội đoàn đoàn thể đào đạt những cái ý kiến đó đến với ban chấp hành, đưa cái ý kiến đến với ban chấp hành.
cái chức năng thứ hai đó là giám sát. Giám sát ở đây có nghĩa là sao? Là khi mà ban chấp hành làm một cái việc gì mà có thể nói gọi là vi phạm nội quy, thì hội đồng tư vấn và giám sát có trách nhiệm khuyến cáo. Và trong cái trường hợp mà xấu nhất á, thì hội đồng tư vấn và giám sát có quyền yêu cầu tổ chức đại hội bất thường để mang cái vấn đề đó ra thảo luận với các hội viên đoàn thể, rồi đi đến một cái quyết định. Thì đôi khi hai cái chức năng đó thì nó cũng không có hoàn toàn nó đi song song với nhau được hết. Tuy nhiên đó, thì nhìn chung thì về cái mặt thực tế thì tôi thấy thì từ trước tới giờ thì nó cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên nó cũng có đôi lúc trải qua một vài cái giai đoạn hay là với một vài ban chấp hành đó, thì khi mà hội đồng tư vấn và giám sát không có giám sát chặt chẽ ban chấp hành, để cho ban chấp hành đôi khi coi như có những cái hành động mà không có bảo vệ, đặt cái quyền lợi của cộng đồng lên trên hết, hoặc là không có bảo vệ tài sản hay là tài chánh của cộng đồng, làm cho cộng đồng phải coi như là tốn kém quá nhiều tiền bạc, thì lúc đó là mà hội đồng tư vấn và giám sát không có đúng đóng đúng cái chức năng của mình thì cái đó nó cũng rất là bất lợi cho cộng đồng. Thì cái mà tất cả các cái thành viên hội đồng tư vấn giám sát của trong cho cá nhân tôi cũng như các cái thành viên hiện nay đó, thì tất cả mọi người đều mong muốn là ban chấp hành làm việc hiệu quả, đạt nhiều thành công, để làm chi, để chúng tôi khỏe, chúng tôi cũng không có cần phải lên tiếng hay không cần phải làm cái gì khác nữa hết. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn. Chứ chúng tôi cũng không phải nói là mình là tư vấn giám sát rồi mình cứ tối ngày mình làm khó làm dễ, hay là mình đi soi mói, hay là mình dành cái công việc của ban chấp hành. Không có ai muốn làm cái việc đó hết. Nhưng mà đôi lúc thì nó cũng có một vài cái sự ngộ nhận từ một số hội đoàn. Và đó là những cái khó khăn trong cái lúc làm việc. Nhưng mà tôi nghĩ thôi, thì nhìn chung khi mà có những cái khó khăn đó thì chúng ta ngồi xuống thảo luận và nói chuyện với nhau với tất cả cái thiện chí xây dựng. Thì thông thường những cái đó thì nó cũng có gì gọi là quá khó khăn để mà mình không thể vượt qua được. Nhưng mà bởi vì Khiết Ngân định hỏi sẽ đi vào hỏi về những cái ngày lễ của người Việt chúng ta, nhưng mà nhân luật sư Nguyễn Văn Thân nói về cái vấn đề cái vai trò, một số những cái chi tiết về vai trò thành phần của hội đồng tư vấn giám sát trong cái cơ cấu cộng đồng đó, thì hồi nãy luật sư Nguyễn Văn Thân có nói là vai trò của hội đồng tư vấn giám sát có thể làm những cái đại hội bất thường. Nhưng mà bởi vì hồi trước giờ đó quý vị, Khiết Ngân cũng không có rành lắm về cái này, và Khiết Ngân tin là rất nhiều người Việt chúng ta không hiểu lắm về cái tầm quan trọng của vai trò của hội đồng tư vấn giám sát. Cho nên nhân đây Khiết Ngân xin phép hỏi luôn, ví dụ như là hội đồng tư vấn giám sát có cái quyền, thí dụ thấy như ban chấp hành cộng đồng giống như làm những cái điều không đúng, thì có quyền cắt chức hay là có những cái thẩm quyền như vậy, tương đương như vậy không thưa anh? Vâng, thì trong nội quy đó thì nó có cái phần nó gọi là chế tài. Ví dụ như khi hội đồng tư vấn và giám sát nhận được một cái lời khiếu nại nói rằng là từ một số hội đoàn nào đó nói rằng là họ mất lòng tin vào một thành viên của ban chấp hành, là toàn ban chấp hành, thì hội đồng tư vấn và giám sát nếu mà cảm thấy là nó là một cái vấn đề xứng đáng thì có thể kêu gọi hay là tổ chức một cái đại hội bất thường để cùng thảo luận. Và nếu như tại cái đại hội bất thường đó mà cái số biểu quyết là trên 2/3 thì cũng có quyền chế tài. Có thể cái sự chế tài đó nó là một cái lời khuyến cáo, hoặc là nếu mà nặng nề hơn nữa thì nó là bất tín nhiệm. Thì chúng ta cũng có những cái cơ cấu đó, là nói chung đó thì chúng ta sinh hoạt trong một cái thể chế dân chủ, thì chúng ta có những cái nó gọi là mang cái tính giải trình, accountability. Tất cả mọi thành viên mà nắm chức quyền, cho dù nó là thiện nguyện nhưng mà cũng phải có cái trách nhiệm giải trình. Chứ không phải là nói là tôi là chủ tịch cộng đồng hay là tôi là chủ tịch tôi mới nhắm, tôi muốn làm gì làm, tôi muốn nói gì nói, không thể nó nói như vậy được. Thì tôi nghĩ rằng cộng đồng của chúng ta rất là may mắn, thì mình chưa có bao giờ mà phải đi đến một cái giai đoạn mà có cái chuyện đó nó xảy ra. Nhưng mà cái nội quy nó có đề phòng sẵn trước những cái trường hợp đó. Và đặc biệt là trong cái nội quy của cộng đồng thì nó có cái điều 2 là nó nói rằng đó là cộng đồng người Việt tự do không chấp nhận chế độ độc tài cộng sản dưới bất cứ hình thức nào. Đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Cái đó là cũng giống như nó cho thấy cái sự khác biệt giữa người Việt tự do và người Việt cộng sản. Thì nếu như mà giả sử có một thành viên lãnh đạo nào của cộng đồng
mà không chỉ là thành viên lãnh đạo, ngay cả một cái thành viên hội đoàn thôi, mà có những cái lời phát biểu hay là những cái hành vi mà đi ngược lại cái điều 2 thì có thể dẫn đến cái việc bất tín nhiệm dựa theo nội quy. Hôm nay mình nói chuyện, mình tìm hiểu thêm về vai trò của hội đồng tư vấn giám sát, quý vị thấy là đúng là có như là quyền sinh sát ha quý vị ha. Nhưng mà thưa luật sư, trước khi mà mình nói qua những cái vấn đề sâu hơn về cái quyền lợi của cộng đồng đó, thì xin luật sư chia sẻ thêm, nhân luật sư nhắc về cái nội quy đó, thì luật sư có thể chia sẻ mọi người biết cái hiến chương hoặc là cái nội quy của cộng đồng chúng ta để cho mọi người được hiểu. Vâng, thì cộng đồng có một cái văn bản nội quy. Thì trong cái nội quy đó thì đầu tiên hết là chúng ta có cái danh xưng đó là cộng đồng người Việt tự do. Thì cái danh xưng này nó rất là đồng nhất. Ở tại New South Wales thì là cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, và cộng đồng người Việt tự do tại Victoria, cộng đồng người Việt tự do tại Queensland, tại Nam Úc, tại Tây Úc. Và chúng ta có lãnh thổ Canberra, Bắc Úc và Wollongong. Thì chúng ta có các cái văn bản nội quy đó. Cái văn bản nội quy đó thì đầu tiên hết là đặt ra cái danh xưng, rồi cái tôn chỉ. Cái tôn chỉ của cộng đồng thì nó có 3 phần quan trọng. Thứ nhất là giúp đỡ đồng hương hội nhập vào đời sống ở tại nước Úc này. Mà tôi gọi nôm na nó là cái mục tiêu xã hội. Thứ hai là bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Là mục tiêu về văn hóa. Thứ ba là góp phần tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, là một cái mục tiêu chính trị. Thì chúng ta có 3 cái mục tiêu đó rất là rõ ràng. Về cơ cấu thì chúng ta như nãy nói là có ban chấp hành gồm có 7 người và hội đồng tư vấn giám sát cũng gồm có 7 người. Và chúng ta có 2 hình thức hội viên. Thứ nhất là hội viên đoàn thể. Hội viên đoàn thể đây là các hội đoàn đó. Thì hội viên đoàn thể thì hiện nay chúng ta có khoảng 65 hội viên đoàn thể có đăng ký với cộng đồng. Thì cái quyền hạn của các hội viên đoàn thể là họ có quyền biểu quyết trong các cái đại hội. Họ có quyền chất vấn ban chấp hành và tư vấn giám sát về vấn đề quan điểm, đường lối, vấn đề tài chính và tài sản của cộng đồng. Và họ có quyền bỏ phiếu bầu cho hội đồng tư vấn và giám sát. Khi các cái cuộc bầu cử đó, thì chúng ta bầu ban chấp hành và bầu hội đồng tư vấn giám sát. Bầu ban chấp hành thì gồm có phiếu hội đoàn, là mỗi một cái hội đoàn như vậy là được 20 phiếu. Và các thành viên của cộng đồng, bất cứ người Úc gốc Việt nào sinh sống tại tiểu bang New South Wales đều có một phiếu, đều được quyền đi bầu. Nhưng mà khi bầu cho hội đồng tư vấn và giám sát thì chỉ có các hội viên đoàn thể bầu thôi. Các cái cá nhân thì không có bầu cho hội đồng tư vấn và giám sát. Các hội viên cá nhân đó thì có quyền tham dự các cái phiên họp của cộng đồng, được quyền phát biểu ý kiến. Chúng ta sinh hoạt trong một cái tinh thần rất là cởi mở và tự do và dân chủ. Ngoài ra đó thì nó cũng có những cái điều khoản khác, chẳng hạn như yêu cầu ban chấp hành phải bảo quản tài sản của cộng đồng. Khi mà tổ chức gây quỹ phải báo cáo minh bạch, hàng năm phải tổ chức đại hội thường niên để báo cáo chi thu đâu đó rõ ràng. Chẳng hạn như là bây giờ như chúng ta biết đó, tại New South Wales này thì cộng đồng người Việt tự do tính từ cái thời của tôi sinh hoạt đó. Thì lúc đó cái nơi đây nè, cái nơi mà chúng ta đang ngồi để nói chuyện ở đây thì lúc đó nó là một cái căn nhà rất là thô sơ. Hồi xưa lúc nó là bằng thiết. Mình đã có trung tâm. Mình chưa có cái này. Đúng mà tôi vừa mình chưa. Chúng ta nói là mình đã có được cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, dĩ nhiên chưa được đẹp như bây giờ chưa anh? Mình có cái miếng đất rồi. Có miếng đất thôi. Thì nhân đây thì tôi cũng xin nói thêm cái miếng đất này là nó như thế này. Là vào thập niên 80 lận thì chính quyền đó, chính quyền của thủ hiến Nick Gray này lúc đó quyết định là cung cấp cho cái vùng đất này, không chỉ có cái trung tâm này thôi mà cái phía bên cạnh bên kia là chùa Pháp Bảo. Và bên đây là chúng ta là trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Việt tự do. Rồi cái cạnh của chúng ta phía bên kia là cái nhà thờ Hồi giáo. Rồi ở dưới đó nữa là một cái tổ chức, cũng là một cái hội thánh, hình như là của cái cộng đồng người Hàn Quốc vậy đó thì phải. Nhưng mà nói chung đó là chính quyền cho đất cho các cái tổ chức, 4 cái tổ chức để sinh hoạt về cái khía cạnh văn hóa và tôn giáo. Thì lúc đó chúng ta có cái miếng đất này rất là rộng lớn, nhưng mà cái căn nhà có chút xíu thôi. Thì sau nhiều năm làm việc tổ chức gây quỹ thì chúng ta mới xây cất thành công được một cái cơ sở tương đối khang trang như thế này. Mình xong là khoảng năm mấy rồi em quên? Mình cất cái này xong đó là vào cỡ khoảng năm 2005. Đó là cái nhiệm kỳ mà bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến làm chủ tịch. Tôi lúc đó thì cái trung tâm này thì bác sĩ Nguyễn Tiến là cho tôi là phó chủ tịch và bác sĩ Vũ Ngọc Tấn là thủ quỹ. Thì chúng ta xây cất xong vào khoảng năm 2005.
Thì cũng nói thêm đó là cái miếng đất này khi mà nhà nước họ cho cộng đồng đó, thì họ cho dưới một cái dạng nó gọi là leasehold, có nghĩa là không có cho vĩnh viễn, yeah. nhưng mà cho tới năm 60 năm, từ cái lúc họ cho tới khi hết hạn là tới năm 2046 thì phải. Yeah. Có nghĩa là từ năm 86 cho năm 46. Yeah. Thì lúc mà xây cất xong đó, thì chúng tôi mới liên lạc với nhà nước và xin được gia hạn thêm 60 năm nữa. Có nghĩa là giống như mình gọi theo có nghĩa là thì có nghĩa là tại vì mình có nói với họ rằng chúng tôi đã bỏ ra hơn cả 1 triệu bạc vào cái thời đó, dạ, rất là nhiều tiền, rất là nhiều để xây xong cái này, thành ra bây giờ chúng tôi xin được gia hạn thêm 60 năm thêm 60 năm nữa. Thì có nghĩa đó là 2046 cộng với 60 năm, dạ, thì tôi nghĩ có lẽ không có ai ngồi ở đây mà sẽ còn sống vào cái thời điểm đó, dạ. Nhưng mà chúng ta hy vọng là cái thế hệ con cháu đời sau này của mình, dạ, là chỗ này cái ngay xin phép cắt ngang, có nghĩa là trên mặt giấy tờ thì chúng ta chỉ lease, chúng ta chỉ cho thuê, được thuê thôi, nhưng mà theo cái nhìn, bởi vì anh cũng là một luật sư và anh cũng đã sinh hoạt cộng đồng rất là nhiều, thì anh cộng hai cái kinh nghiệm đó lại thì anh có nghĩ là sau đó có chúng ta có thể bị lấy lại hay không, hay là chúng ta được phép xin tiếp? Tôi nghĩ như thế này đó, là nhà nước thì cái chính sách của nhà nước là như thế này, khi mà họ cho đất đai đó thì họ mong muốn cái tổ chức đó phải sử dụng cái đất đai đó đúng với cái mục đích. Dạ. Và bây giờ mình nói là tới năm 2046 gia hạn thêm nữa thì tới năm 2106 gì đó, thì tôi nghĩ, dạ, tôi không biết tới cái thời điểm đó thì thậm chí là cái thế hệ trẻ của Việt Nam vào cái thời điểm đó họ có còn màng đến cái trung tâm này là nơi mà tất cả cái thế hệ của chúng tôi mồ hôi nước mắt biết bao nhiêu người bỏ ra. Thậm chí hồi xưa rất là tội nghiệp, có những cái người là họ lãnh tiền trợ cấp mà mỗi, yeah, một tháng họ đóng 10 đồng 10 đồng 10 đồng, yeah, có người đi mua từng viên gạch lại để tặng. Thì mình không biết được, nhưng mà nếu như tới lúc đó mà mình vẫn tiếp tục sử dụng cái trung tâm này, lúc đó chúng ta vẫn còn, yeah, vẫn còn một cộng đồng hiện, yeah, hữu, thì tôi nghĩ là không có một cái chính quyền nào mà có can đảm, yeah, mà lấy lại cái miếng đất, yeah, hoặc là lấy lại cái chùa, yeah, không nhưng mà với điều kiện là lúc đó cái chùa vẫn còn là cái chùa, yeah, hoặc là cái trung tâm vẫn là trung tâm, cho tới lúc đó mà không có ai tới đây, và ở đây đó là bỏ bê và trở thành một cái nhà hoang, yeah, thì lúc đó dĩ nhiên nhà nước người ta phải lấy lại, yeah, chứ người ta không để một cái tài sản mà bỏ hoang như vậy được. Yeah. Ở trong cái phần chia sẻ vừa rồi của luật sư Nguyễn Văn Thân đó quý vị, Khiết Ngân thấy hai điều. Thứ nhất là anh nói là nếu như mà chúng ta tiếp tục sinh hoạt thì cái điều đó phải nói là nó phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái thế hệ sau này. Những quý vị đang nghe theo dõi chương trình hoặc là các em sau này mình có thể chia sẻ với các em để các em có thể giữ được. Không phải là giữ được cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng này, nó chỉ là biểu tượng mà thôi, mà giữ được cái tinh thần của cộng đồng chúng ta, giữ được tinh thần của người Việt tị nạn hải ngoại. Và cái điều thứ hai nữa đó là nếu mà chúng ta có cố gắng duy trì cái này thì chúng ta có cơ hội giữ lại được cái trung tâm của chúng ta. Cho nên cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thì nhân luật sư nói về cái sự cái tài sản của cộng đồng mình, điển hình là cái trung tâm văn hóa sinh hoạt cộng đồng này, thì luật sư có thể chia sẻ một chút về cái sự tài trợ của chính phủ đối với chúng ta bên cạnh cái trung tâm này, thưa luật sư? Vâng, thì cộng đồng chúng ta đó, như hồi nãy tôi trở lại ba cái mục tiêu, mà nó có cái mục tiêu đầu tiên vô cùng quan trọng là giúp đỡ những người mới đến, yeah, hội nhập vào xã hội. Thì cộng đồng có hai cái văn phòng xã hội, một cái ở Kalamata và một cái ở Bangsal. Yeah. Thì cả hai cái văn phòng đó là cộng đồng là đã mua đất, có, yeah, nghĩa là cái thời của chúng tôi làm việc trong ban chấp hành với luật sư Võ Trí Dũng đó. Thì lúc đó là chúng tôi có một số ngân khoản tài trợ của nhà nước giúp đỡ cho những người đi tìm việc là những người Việt. Yeah. Thì thay vì lúc đó riêng một cái grant riêng cho người Việt. Cho người Việt. Dạ, yeah, dạ. Thì khi mà thay vì hồi xưa đó thì ở nước Úc này thì tất cả những người nào mà không có việc làm thì họ phải đi lại gặp bộ xã hội. Dạ. Yeah. Thì bộ xã hội thì họ phải nói tiếng Anh. Yeah. Thì có một số người Việt mình gặp trở ngại. Yeah. Thì thay vì cái đó thì chúng tôi cộng đồng cũng giống như là mình thầu lại cái phần đó. Yeah. Cái khoản đó. Thì thay vì họ phải đi lại bộ xã hội thì họ lại văn phòng cộng đồng. Yeah. Thì văn phòng cộng đồng mới lấy chi tiết rồi mới hướng dẫn với họ, rồi bây giờ họ có thể đi lại xin việc ở chỗ này, đi phỏng vấn ở chỗ kia. Yeah. Và văn phòng cộng đồng giúp giới thiệu cái chủ nhân các cái công ty để mà thí dụ như những cái công ty họ cần người thì họ thì, yeah, liên lạc, thì văn phòng cộng đồng liên lạc với họ để giới thiệu, giống như nối kết, đúng vậy, mình kết nhau. Nối mình, dạ, làm một cái nhịp cầu, dạ, mình làm một cái nhịp cầu. Nhưng mà khi mà mình làm như vậy đó thì nó cũng giúp
cho mình một cái số tiền đáng kể. Yeah. Tại vì mỗi một người mà mình kết nối thành công đó, yeah, mình nói tạm nói giống như là mai mối, thì khi thành công mình có một cái số tiền, yeah, commission, là một cái số tiền phải không? Tức là cái đó là chính phủ trả cho mình, chính phủ, các tổ chức việc làm chính phủ trả cho mình. Yeah. Tại vì thay vì chính phủ phải mướn công nhân, yeah, mà làm chưa chắc gì đã bằng mình. Yeah. Tại vì không lẽ mướn công nhân là phải mướn thêm thông dịch viên rồi, yeah, đúng vậy, rồi lê thê những cái chuyện, yeah, khác. Thì họ gửi lại mình, thì mình làm mỗi một cái case, có nghĩa là mỗi một cái trường hợp mình làm như vậy đó thì mình có được một cái số tiền. Dạ. Rồi từ những cái số tiền đó mình làm nhiều năm, qua, dạ, nhiều năm như vậy mình mới để dành được một cái, dạ, khoản tiền. Rồi mình dùng cái khoản tiền đó để mình mua cái bất động sản. À, mà xin phép cắt ngang là lúc đó là khoảng thời gian nào thưa anh? Cái thời gian mình chuẩn bị có cỡ khoảng mình mua cái bất động sản đó, dạ, là cỡ khoảng năm 2009. Dạ. 2009, có nghĩa 2010. Là từ thời anh vô là đã bắt đầu kết nối việc làm chưa anh? Thì trước đó những cái khoản ngân khoản đó là đã có bắt đầu trước đó rồi, yeah, rồi nó cứ tiếp tục. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là mình phải biết cách mình xin thêm, yeah, rồi nó, tại vì nó có nhiều cái khoản tài khoản, nó có nhiều cái, có chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang, có hội đồng thành phố, yeah, thì để mà cho thấy một cái sự khác biệt đó là vào cái lúc đó cái tài khoản của ngân đồng mình nhận được rất là nhiều cái khoản tài trợ của, yeah, cộng đồng. Và lúc đó cộng đồng làm việc rất là thành công, rất là hiệu quả. Như hồi nãy tôi có trình bày về cái việc mà xin gia hạn 60 năm, yeah, đó. Lý do, yeah, tại sao? Là tại vì về phương diện mà ngoại giao đó, thì lúc đó trong cái ban chấp hành của chúng tôi đó, thì thường xuyên mời các cái vị dân biểu đi ăn trưa. À. Thì chẳng hạn như thời điểm đó là dân biểu Ribama, bà là một bộ trưởng của ở Kalamata trong, yeah, chính quyền. Yeah. Thì khi mình ngoại giao, mình mời họ đi ăn trưa, mình nói chuyện rất là thoải mái, mình mới bắt đầu chia sẻ là cái khó khăn của chúng tôi. Yeah. Thì khi mà mình có những cái ngoại giao như vậy đó thì họ có cái sự tin tưởng. Yeah. Và khi tin tưởng thì họ nói thôi bây giờ cứ việc nộp cái đơn. Yeah. Thì khi mà mình nộp cái đơn là họ đã nói trước với đúng cái người rồi, nhân viên của họ duyệt đơn rồi. Dạ. Thành ra là cái đơn nhận vô là người ta đã hiểu cái lý do là tại sao có cái đơn đó. Yeah. Thì ý tôi muốn nói như vậy đó là tại vì tôi thấy sau này thì các cái ban chấp hành sau này đó có vẻ như không có tập trung vào cái phương diện ngoại giao cá nhân đó. Ừ. Cái phương diện ngoại giao cá nhân đó nó vô cùng quan trọng. Yeah. Mà dĩ nhiên thì không, cũng mình cũng thông cảm là không ai có thể bắt các ban chấp hành phải làm được cái việc đó. Yeah. Nhưng cái điều mà các ban chấp hành đều làm được đó là nhờ những cái người, yeah, sẵn sàng làm cái việc đó làm giùm mình. Yeah. Và tôi nghĩ thôi thì các cái ban chấp hành mà nếu mà họ đứng ra họ nhờ các vị cựu chủ tịch, yeah, hay là các thành viên mà có lòng với cộng đồng, yeah, đó thì tất cả mọi người đều sẵn sàng làm hết, yeah, chứ không có ai mà ngại chuyện đó hết. Yeah. Thành ra là đây là một cái chia sẻ mà, yeah, thấy rất là hữu ích, có sẽ giúp rất là nhiều cho cái sự thành công sau này của các ban chấp hành trong tương lai nếu mà họ lắng nghe, bởi vì mình đã thực hành trước, mình đã thực hiện trước và nó đã có kết quả rồi. Yeah. Và cái một cái điểm quan trọng khác đó là khi mà cộng đồng mà mình có một cái tư cách pháp nhân và mình nhận những cái ngân khoản tài trợ như vậy từ, yeah, chính quyền các cấp đó, thì nó có cái tính chính danh. Yeah. Thứ nhất là đồng hương về người Việt mới sang Úc, bây giờ nói là bây giờ muốn đi tìm nhà không biết điền cái đơn tiếng Anh, họ nói tôi sẽ lên văn phòng cộng đồng sẽ có người giúp đỡ. À. Cái đó là một cái dịch họ vụ rất luôn là thiết thực. Yeah. Và họ nghe được cái tên cộng đồng của mình. Đúng vậy. Xuyên. Đó, khi mà họ tới văn phòng cộng đồng đó, thì có người giúp đỡ họ liên lạc với chỗ này, bộ gia cư liên lạc với chỗ này chỗ kia, yeah, để giúp họ. Rồi thứ gì nữa, thí dụ họ mới qua họ muốn đi xin Medicare ở Úc này đó thì nó có một cái chương trình, yeah, y tế, yeah, rất là đặc biệt. Có nghĩa là có Medicare, tất cả những cái người sinh sống ở nước Úc thường trú nhân đều được có cái Medicare là chúng, yeah, ta có thể đi khám bệnh hay là đi bệnh viện mà không, yeah, cần phải trả tiền. Yeah. Thì đó là những cái việc làm vô cùng cần thiết. Yeah. Thì khi mà mình nói cộng đồng là gì, cộng đồng làm gì cho chúng tôi, à cộng đồng làm được những việc đó cho chúng tôi, yeah, nó rất là thiết thực. Yeah, yeah. Nó vô cùng quan trọng. Tại như vì em thấy không phải là chỉ những người mới tới mà cả những cô chú ở đây lâu mà không có nói tiếng Anh đó, có nhiều cái cần liên lạc với những cái cơ quan mà nói tiếng Anh đó, họ cũng phải cần qua cộng đồng người Việt, em thấy rất là cần thiết. Đúng, dạ, đúng vậy, Khiết Ngân nói rất đúng, là tại vì cái xã hội ở Úc ở đây đó không phải ai ở đây 20 năm cũng nói tiếng Anh được. Dạ. Là tại vì nếu như chúng ta chỉ ở cái khu Việt Nam ở nhà nói tiếng Việt, đi ra phố nói tiếng Việt thì mà mình không có đi học tiếng Anh thì, dạ, nó không đơn giản. Rồi nó có những cái, chẳng hạn như mình có những cái dịch vụ gọi là JP đó, yeah, thị thực, yeah, những cái văn bản, mình cũng có thể giúp. Rồi hồi xưa cộng đồng có rất là nhiều cái khoản tài trợ, tư vấn cho những người nghiện cờ bạc. Mà, yeah, đó là, nếu mà mình nói vấn đề khó khăn thì thẳng thắn mà nói, đó là một cái vấn nạn rất lớn trong cộng đồng người Việt. Yeah. Đó là cái gánh nạn cờ bạc.
Thì nếu như mà chúng ta để ý đó, thì những cái câu lạc bộ ở cái khu vực trong cái thành phố Fairfield bang sao này đó, thì theo cái con số mà nhà nước công bố đó, những cái câu lạc bộ trong cái khu vực có đông người Việt cư ngụ đó, là họ là những cái câu lạc bộ kiếm được nhiều tiền nhất. Thì những cái đồng tiền đó từ đâu ra? Là từ cái tiền của rất là đông người Việt, sinh sống ở trong cái khu vực. Thật ra chúng ta cần có những cái dịch vụ tư vấn giúp đỡ cho người ta bớt đi cái hay là bỏ được cái cơn nghiện cờ bạc. Các cái dịch vụ mà bạo hành trong gia đình cũng vô cùng quan trọng. Rồi những cái vấn đề pháp lý đơn giản, chẳng hạn như là mình lái xe mình bị phạt rồi gửi cái giấy gì mình muốn giải thích mình không biết viết làm sao. Thì đó cũng là những cái việc mà mình có thể tìm đến văn phòng cộng đồng và nhân viên xã hội có thể giúp đồng hương làm những cái việc đó. Thưa quý vị, hôm nay khi mà Khiết Ngân phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Tân và cá nhân Khiết Ngân cũng là một người Việt định cư ở Úc đã lâu, nhưng mà hôm nay mình cũng biết là văn phòng của mình có nhiều cái dịch vụ nhưng mà không biết chi tiết nhiều giống như vậy, cho nên Khiết Ngân tin rằng qua cái buổi phỏng vấn này đó, nhiều quý vị cũng sẽ hiểu thêm về cái cách làm việc rất là hữu hiệu của cơ cấu cộng đồng chúng ta, giúp như thế nào, một cách thiết thực như thế nào đối với những quý vị đồng hương ở tại Úc. Nhưng mà thưa anh, cái đó là hồi nãy luật sư Thân có nói là chúng ta tìm cách, không phải tìm cách mà chúng ta thực hiện những cái dịch vụ để có thể kết nối với lại chính phủ Úc và để xin những cái funding. Nhưng mà về cái đó là về mặt cái cách chúng ta làm, nhưng mà nói hơn về mặt pháp lý, chúng ta có cần phải có thêm những cái gì chính danh hơn hay là những cái điều kiện gì để mà họ chấp nhận chúng ta như là một cái tổ chức mà họ tin tưởng thôi? Vâng, thì nói về trong cái quá khứ đó thì tôi thấy là cái cộng đồng người Việt tự do có một cái uy tín rất là tốt. Cũng vì lý do đó thì chúng ta mới nhận được những cái khoản tài trợ to lớn để mà mua sắm được hai cái bất động sản, hai cái nơi lớn và làm được cái cơ sở này, xây dựng được cái cơ sở trung tâm này. Nhưng mà ý em nói là để họ nhận được cái funding để làm những cái dịch vụ cộng đồng sau này như anh kể, thì trước đó chúng ta đã phải như thế nào chúng ta mới có được cái sự tin tưởng? Vâng, thì trước đó là chúng ta cũng đã phải thành lập một cái hiệp hội có đăng ký. Chúng ta có xin được những cái giấy phép gây quỹ, chúng ta có xin được những cái số ABN. Chúng ta có xin được những cái dạng gọi là miễn thuế, là tại vì mình là một cái tổ chức non-profit, phi vụ lợi, và chúng ta chứng minh được qua những cái sinh hoạt khi mà chúng ta tổ chức những cái hội chợ Tết, thì mình mời thủ hiến rồi nghị thị trưởng, và thậm chí có những cái năm mà có những cái cuộc bầu cử liên bang đó, những cái người mà ra tranh chức thủ tướng, họ xuống họ tham dự và họ nhận thấy là cái số lượng đồng hương mình đi tham dự hội chợ Tết rất là đông, lên tới 20-30 ngàn. Đại diện cộng đồng thường xuyên lên làm các cái cuộc hẹn, lên gặp các vị bộ trưởng, các vị thủ hiến, thậm chí chúng ta làm hẹn để đi vào thủ đô Canberra và vào những cái dịp như là kỷ niệm 25 năm, kỷ niệm 40 năm, và chúng ta có rất là nhiều người bạn là các vị bộ trưởng ở trong quốc hội. Thì khi mà họ tiếp xúc, họ nói chuyện với mình và họ nhìn thấy được, tại vì mình có mời, chẳng hạn như khi chúng ta khai mạc trung tâm này, chúng ta mời và thủ hiến có xuống, và họ nhìn thấy, chính mắt họ thấy, chứ không phải là mình chỉ nói không. Thì khi mà họ nhìn thấy rõ ràng đây là một cái tổ chức là phục vụ cho thành viên của họ và giúp đỡ đồng hương và hướng dẫn đồng hương khi mà đồng hương có những cái việc cần, thì họ hiểu rằng bắt đầu đây là một cái tổ chức có uy tín. Đây là một cái tổ chức đáng được tin cậy. Và đây là một cái tổ chức là chính phủ có thể giao cho một cái khoản tiền để làm cái việc mà đáng lẽ ra chính phủ phải làm. Nhưng mà nếu chính phủ làm thì nó sẽ tốn cho chính phủ nhiều tiền nhiều hơn. Thay vì như vậy thì đây là chúng ta có một cái tổ chức tin cậy, thì chúng ta cứ việc giao cho họ làm thay vì mình phải làm. Thì tôi nghĩ đó là do nỗ lực của rất là nhiều thành viên của cộng đồng đã gây dựng qua bao nhiêu năm, thì nó mới được một cái uy tín như vậy. Nhưng mà cũng nên nói thêm đó, vì cái lý do đó là chúng ta phải rất là thận trọng, đặc biệt là những cái người lãnh đạo cộng đồng, chúng ta phải bảo vệ cái uy tín của cộng đồng. Chúng ta mà không hời hợt hay là mình có một cái sự suy nghĩ ngắn hạn
có cái gì mà có lợi cho phe phái của mình mà mình không có nghĩ tới việc cái bảo vệ cái uy tín chung của cộng đồng. Đó là mình làm một cái việc vô cùng tai hại và có lỗi với rất là nhiều thành viên, rất là nhiều người đã bỏ công mồ hôi nước mắt ra để xây dựng cái uy tín đó qua suốt biết bao nhiêu chục năm. Hoàn toàn đồng ý với luật sư Thân. Thưa anh, nhưng anh nói về cái sự mà giống như thay đổi và từ cái thời chúng ta mới vừa sơ khai, mới vừa đến đây hình thành, lúc đó Kapramatra còn khó khăn và nhiều cái băng đảng rồi như anh nói, so với bây giờ chúng ta đã có được một cái chỗ đứng ở trong lòng những cái người đại khái là chính giới hoặc là trong chính mạch. Thì trở lại với cái sự định cư của người Việt đó, thì so với trong cộng đồng nhỏ của chúng ta này, cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì cái thành phần tham gia cộng đồng hoặc là cái sự sinh hoạt của chúng ta đó có cái gì khác biệt hơn so với cái thời kỳ đầu không thưa anh? Vâng, thì tôi nghĩ đó là bây giờ thì cộng đồng người Việt của chúng ta nói chung, chúng ta có thể tự hào là chúng ta có rất là nhiều cái lớp, cái thành phần mà gọi là thành công trong xã hội. Cái mà tôi muốn nhắm tới là giới chuyên gia, chúng ta có rất là nhiều bác sĩ, kỹ sư, luật sư, kế toán viên, rất là nhiều chuyên gia. Thứ hai là cái thành phần của giới tiểu thương, có rất là nhiều nhiều người là làm ăn rất là khá giả và đang là những cái thành viên đóng góp tích cực cho xã hội này. Khi mà họ làm ăn khá giả đây có nghĩa là họ có đóng góp bằng thuế má và những cái đó là những cái đóng góp vô cùng quan trọng và thiết thực. Bây giờ đó thì tôi thấy là cái vấn nạn xã hội thanh thiếu niên là chúng ta đã không còn nữa. Các em bây giờ đa số đều rất là học rất là giỏi và rất là thành công trong cái việc hội nhập, và có rất là nhiều em bây giờ là đang trở thành những cái ngôi sao chính mạch, hội nhập rất là thành công trong xã hội Úc. Thì tôi cho rằng đó là một cái điểm son rất là tích cực. Một cái điểm mà tôi nghĩ nó quan trọng đó đối với cộng đồng, và đây nó cũng là một cái khía cạnh nó khá là tế nhị. Có một số thành viên trong cộng đồng thì đôi khi tránh né, tôi thì tôi không có cái chủ trương là chúng ta tránh né những cái vấn đề tế nhị và khó khăn. Thì như Khiết Nhân biết đó, thì cái thế hệ của các chú các bác quân nhân đó là càng ngày càng lớn tuổi. Thì bây giờ chúng ta sắp đánh dấu, chúng ta đánh dấu 50 năm định cư. Thì có nghĩa là 50 năm thì bây giờ mình cộng thêm chừng 20 năm nữa thì là cái thế hệ của quân nhân là cái thế hệ gọi là thất thập cổ lai hy rồi. Thì bây giờ chúng ta có một số cái người di dân từ Việt Nam sinh sau năm 1975 qua đây. Thì câu hỏi được đặt ra đó, thì nếu mà họ sinh sau năm 1975 á, thì hỏi họ biết cờ nào là cờ nào hay không? Hỏi họ biết coi như là tới cái trung tâm này họ có cảm thấy đây là cái nơi thuộc về của họ hay không? Thì tôi không biết cái sự suy nghĩ của họ nó như thế nào. Thành ra cái câu hỏi mà được đặt ra đó là chúng ta muốn giữ cái trung tâm, chúng ta muốn giữ cái cộng đồng exclusively chỉ cho những người tị nạn và cho những người thuộc thế hệ thứ nhất. Hay là chúng ta nói rằng cái cộng đồng này là nó của chung của tất cả mọi người. Đây, cái trung tâm này là thuộc mở rộng của tất cả mọi người, không cần biết là người Nam hay là người Bắc, không cần biết là trước 75 hay là sau 75. Thì chúng ta đi theo một cái hướng như thế nào để một mặt chúng ta vẫn giữ được cái lý tưởng tự do, cái biểu tượng tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác chúng ta vẫn có thể vươn tay mở rộng để chào đón các bạn trẻ, mà trong đó cũng có các bạn là qua đây du học rỡ lại đây. Đó. Mà chúng ta nên nhớ, nếu mà các bạn đó từ nhỏ tới lớn mà cứ lớn lên ở Việt Nam đó, thì cái sự suy nghĩ của họ sẽ khác. Tư duy của họ sẽ khác. Thì làm sao chúng ta có thể kết nối một cách hài hòa và ở trong một cái tinh thần là tất cả chúng ta đều là người Việt Nam, và mình có một cái điểm chung đồng nhất là mình đều yêu cái lý tưởng tự do, các giá trị mà nước Úc là quê hương của mình đã cho mình ở đây. Có nghĩa là chúng ta tôn trọng những cái ý kiến khác biệt. Chúng ta tôn trọng về vấn đề tôn giáo, chúng ta tôn trọng về cái sự đa dạng, chúng ta tôn trọng cái hệ thống luật pháp. Thì đó là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ cũng rất là lớn. Và có lẽ là các thành viên, đặc biệt là cái thế hệ thứ nhất đó, đối với họ là họ cũng phải đi tìm cái câu trả lời. Phải nói đây là một cái thách thức khó, rất là khó đó. Hôm nay nói chuyện với luật sư Thân, cái Ngân mới nhìn thấy thêm một cái khía cạnh khác mà cộng đồng chúng ta bắt buộc dù muốn dù không gì cũng phải đối diện
thưa anh. Nhưng mà nhân luật sư thân nói về cái sự thành phần bây giờ sau này có nhiều người từ nước ngoài tới định cư đó, không phải từ nước ngoài mà từ Việt Nam tới định cư trong cộng đồng của chúng ta, thì mình trở lại một chút về cái thời điểm ngày xưa khi người Việt vừa mới, tại cái thời điểm của anh thân là cũng còn, mình tạm gọi là cũng còn sơ khai lắm luôn, thì lúc đó cái sự mà cái giới trẻ như anh nói là có rất là nhiều băng đảng hay là giống như đi chơi hay là hơi mình tạm gọi là quậy quạng như xíu, thì so với bây giờ cái thế hệ trẻ nó khác như thế nào, tiến trình nó thay đổi đó nó như thế nào trong cái nhìn của anh thưa anh? Vâng, thì tôi thấy là bây giờ đa số thế hệ trẻ là họ là coi họ là người Úc, chứ họ không còn coi họ như là người Việt Nam nữa. Yeah. Cái thời tôi chỉ nói cái thời của cá nhân tôi, từ cái kinh nghiệm cá nhân tôi. Yeah. Đi thì khi mình qua bên đây đó thì cái tuổi của mình nó lỡ cỡ, nhưng mà trong trái tim của mình, trong lòng của mình á, thì Việt Nam vẫn là quê hương, là yeah, mình là người Việt Nam. Yeah. Nhưng mà dĩ nhiên đó, thì mình càng ở đây càng lâu đó thì mình mới nhận thấy mình ở đây lâu thì bây giờ càng ngày mình quen với cái đời sống ở đây. Yeah. Mình coi nước Úc như là cái nước nơi mà mình ở. Yeah. Nhưng mà mình vẫn có một cái chỗ rất là đặc biệt. Mình nói nôm na đi, cái nếu mà nước Úc là cái người vợ hiện nay thì Việt Nam là một cái cô tình nhân từ cái thời nhỏ nào đó mà mình đã si tình thì nó vẫn còn nằm ở đâu đó trong cái trái tim đó. Yeah. Nhưng mà tôi nghĩ đối với các bạn trẻ bây giờ thì họ không nhìn như vậy. Họ đã, yeah, có rất là nhiều bạn họ đã sinh, nên đúng nhớ rồi, họ sinh ra lớn lên bây giờ họ 50 tuổi cũng không còn trẻ nữa. Yeah. Là trung niên rồi. Yeah. Thành ra đại đa số đó thì tôi nghĩ là họ không có, Việt Nam không có mang một cái ý nghĩa gì đáng kể đối với họ. Yeah. Rồi khi mà mình nói các chú các bác rồi các con phải cố gắng tranh đấu cho đất nước Việt Nam được thay đổi, lật đổ cộng, yeah, sản vân 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 vân, thì họ không hiểu mấy cái chuyện đó. Yeah. Và cái mà tôi lo ngại đó thì đa số trong đó chúng ta có rất là nhiều nhân tài, nhưng mà đa số thì họ không có cảm thấy gần gũi được với cộng đồng. Yeah. Chúng ta không có thu hút được họ. Yeah. Đó là chưa kể trong cái hình thức sinh hoạt đó. Đôi khi chúng ta nói rằng chúng ta đấu tranh cho dân chủ, nhưng mà chúng ta sinh hoạt nó hơi phản dân chủ. Có nghĩa là chúng ta tấn công cá nhân, rồi cứ mạt sát nhau, rồi cứ là bắt mọi người phải nghe theo cái ý kiến của mình. Yeah. Rồi cái người nào mà không đồng ý với mình thì mình coi như là kẻ thù. Yeah. Rồi mình không chịu đối thoại với nhau, không, yeah, bắt tay nhau được, không nhìn nhau được. Yeah. Thì đối với các bạn trẻ mà sinh ra và lớn lên ở đây đó, yeah, thì họ không thể nào hiểu được cái hình thức văn hóa sinh hoạt như vậy. Yeah. Tại vì các bạn trẻ sinh ra là lớn lên ở đây đó thì họ đã thấm nhuần cái đạo lý dân chủ, có nghĩa là tôn trọng lẫn nhau. Dạ, yeah, không đúng là nói không đúng. Có quyền thẳng thắn, yeah, lên tiếng bất đồng, yeah, quan điểm, nhưng mà không có tấn công cá nhân. Yeah. Chúng ta cứ coi những cái chương trình thể thao đấu banh với nhau thôi, họ hút nhau và xong đó, họ bắt nhau bắt tay cửa ra uống bia. Yeah. Mình, yeah, mình thì chưa có làm được cái việc như vậy. Yeah. Mà nếu như cho tới ngày nào đó mà mình chưa có thực thi được những cái nền văn hóa dân chủ như vậy thì chúng ta vẫn chưa có thu hút được một cái khối nhân tài rất lớn. Yeah. Là giới trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên ở đây. Yeah. Mà trong tất cả các cái tập thể nào cũng vậy, tổ chức cộng đồng người Việt tự do cũng phải cạnh tranh, yeah, với những cái tập thể, những cái đoàn thể khác. Đó là chưa kể gần đây có một cái nghị quyết 1334 mà có thể là nhà nước Việt Nam sẽ tìm cách xây dựng những cái cộng đồng nó, yeah, có đông người Việt cư ngụ. Yeah. Nếu mà cộng đồng người Việt tự do không có thu hút được nhân tài thì chúng ta không cạnh tranh lại. Mà cái tổ chức nó chỉ có thể mạnh và vững chắc khi mà có nhiều nhân tài cùng gia nhập vào đóng góp. Một quốc gia phải cần có hiện tài. Yeah. Một tổ chức cộng đồng cũng phải cần có nhân tài. Yeah. Nếu mà mình không có nhân tài đó thì vô tình những cái thành viên còn lại, thì nếu như mà các cái thành viên đó tuy là tích cực, yeah, nhưng mà có cái quan điểm cực đoan, yeah, thì nó sẽ không tốt cho cái tương lai về lâu về dài của cộng đồng của chúng ta. Khiết Ngân thấy những điều luật sư thân đặt ra phải nói rất là ý nghĩa, rất là cần thiết ở trong cái thời điểm hiện nay mọi người cần phải nhìn thấy, cần phải quan tâm, là bởi vì tuổi trẻ là như chúng ta quen với cái kiểu sinh hoạt mà giống như mình thích thì mình mới vào tham gia, còn nếu mình không thích thì không ai ép mình được cả, bởi vì ở đây ai cũng bây giờ so với thế hệ bây giờ là các cha mẹ đã cho các bạn có một cái tương lai được đi học, được sinh hoạt và được trưởng thành theo kiểu mà hoàn toàn giỏi cả về tinh thần lẫn cái công việc làm của họ, cho nên là không thể nào mà có cái sự bắt buộc hay là ép buộc được nếu đó không phải là sự tự nguyện, cho nên đó cũng là cái điều mà
quý vị theo dõi chương trình chắc có lẽ cần phải suy nghĩ về cái tương lai, cái tiền đồ của cộng đồng chúng ta sau này, để mà có thể có những cái đường lối kiểu như là chia sẻ rộng rãi hơn đối với những thế hệ sau này. Cảm ơn luật sư Thân rất nhiều. Thưa luật sư, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình, xin luật sư chia sẻ cái nhìn của luật sư về cái di sản của cộng đồng người Việt chúng ta để lại so với cho thế hệ trẻ sau này là gì, thưa luật sư? Vâng, xin cảm ơn Khiết Ngân. Kính thưa quý khán giả, thì tôi nghĩ cái di sản lớn nhất mà cộng đồng người Việt tự do đã để lại cho cái thế hệ sau đó là cái sự hy sinh của cái thế hệ đi trước để tạo tất cả mọi điều kiện cho thế hệ trẻ có cơ hội thành công, hội nhập thành công và có một cái thể đứng vững chắc trong cái xã hội đa văn hóa của Úc. Thì tôi nói ở đây là cái sự hy sinh ở đây, chúng ta nhìn một cách tổng quát cái sự hy sinh của cộng đồng là tôi thấy những cái công lao, thời gian, mồ hôi, nước mắt của các vị đi trước, đặc các vị của quân nhân là những người đã đặt những cái viên gạch đầu tiên. Tôi chỉ đưa một cái đơn cử, một cái thí dụ xây dựng cái căn nhà cộng đồng này. Những người là sau giờ làm việc đi vô đây làm việc thiện nguyện, đặt từng viên gạch để xây dựng được thành một cái ngôi nhà. Nó là một cái sự hy sinh vô cùng to lớn. Và họ không có màng một cái lợi cá nhân nào hết. Họ chỉ nghĩ là họ phải để lại một cái cơ sở, một cái di sản về mặt cơ sở cho cái thế hệ sau. Mình nói xa hơn nữa đó là trong các gia đình, tôi thấy thế hệ cha mẹ của người Việt đầu tiên đi qua đây làm việc đầu tắt mặt tối, không dám ăn, không dám đi du lịch, sẵn sàng bỏ tiền ra, tuy là nghèo nhưng mà trả tiền cho các trường tư, rồi chở con đi học thêm, để rồi bây giờ chúng ta có một cái thế hệ lớp trẻ rất là thành công trên cái phương diện giáo dục. Đó là những cái sự hy sinh vô cùng to lớn của người Việt tị nạn của cái thế hệ thứ nhất. Một cái điểm khác mà tôi nghĩ cũng không kém phần quan trọng đó là tuy là chúng ta rất là khó khăn trong định cư cái xã hội mới, nhưng mà chúng ta cũng đã cố gắng gìn giữ được một cái bản sắc văn hóa Việt Nam nào đó. Thành ra bây giờ đó, khi mà mình đi những cái nơi xa lạ không có người Việt đi, khi mà mình nói đến người Việt hay là ngôn ngữ Việt hay là sắc tộc người Việt, thì tôi nghĩ là đại đa số người Úc họ đều có một cái nhìn thiện cảm đối với người Việt Nam, là những người cần cù, là những người đóng góp tích cực cho xã hội và là những thành viên quý giá của cộng đồng người Úc. Có nghĩa là người Việt càng ngày càng xuất hiện trên các cơ quan truyền thông, trên truyền hình, truyền thanh, là những người đóng góp, là những người mà người Úc nể trọng. Thì tôi cho rằng đó là những cái điểm rất là quý mà cái thế hệ thứ nhất, cái di sản mà thế hệ thứ nhất đã để lại cho cái thế hệ trẻ. Và đó là cái hành trang mà tôi nghĩ cái thế hệ sau, mà trong đó có cả con cháu của tôi, họ sẽ đáng tự hào, họ có thể dùng để làm một cái phần vốn nào đó trong cái bước đường hội nhập, sinh sống và hội nhập. Họ là người Úc rồi thì mình cũng không cần phải nói là hội nhập, nhưng mà dĩ nhiên đó, nó vẫn còn có những cái điểm mà tôi vẫn mong muốn là nhìn thấy nó đi xa hơn nữa. Chẳng hạn như là bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu có những vị dân biểu trong quốc hội, và chúng ta cũng có ở tại New South Wales thì chúng ta cũng có luật sư Trần Công Thiếu Định, là cũng là có thể là một người thẩm phán của tòa án gia đình. Nhưng mà tôi thấy thì nó vẫn còn thiếu vắng. Tôi vẫn mong muốn là thấy nhiều gương mặt người Việt Nam phải xuất hiện thường xuyên hơn trong quốc hội, phải xuất hiện thường xuyên hơn trên truyền hình. Chẳng hạn như tôi vẫn mong muốn nhìn thấy những người như Khiết Ngân mặc áo dài trên đài ABC phỏng vấn thủ tướng, là chúng ta phải có những cái người Việt Nam như vậy, người Úc gốc Việt như vậy, để gửi một cái thông điệp cho người Úc là chúng tôi đã có mặt ở nơi đây, chúng tôi không còn là khách nữa, mà là chúng tôi là những người đang đóng góp và chúng tôi là những người đang lãnh đạo đất nước này. Thì đó là tôi nghĩ là một cái bước kế tiếp mà cái thế hệ sau có thể dùng cái sự hy sinh của thế hệ trước để làm cái nền tảng xây dựng, để một ngày nào đó là chúng ta có thể tự hào. Và biết đâu một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ có một thủ hiến hoặc là một thủ tướng gốc Việt. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta đều phải nhắm tới và cố gắng đạt được.
phải có ước mơ thì chúng ta mới có thể suy nghĩ, mới có thể biết đâu là chúng ta mới thành được. Nhưng mà bởi vì tất cả những cái bước gì khó khăn nhất, muốn bay lên mặt trăng được thì chúng ta cũng phải nghĩ đến sẽ bay lên mặt trăng. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Nhưng mà hồi nãy luật sư, bởi vì luật sư chia sẻ cái mong muốn của luật sư cho thế hệ tương lai, nhưng mà trở lại ở trong cái người Việt của chúng ta, mặc dù là luật sư chưa phải là người đã bước vào trong chính mạch, thí dụ như là về bên mặt luật pháp, xin lỗi, về bên mặt chính trị hay là bên truyền thông, nhưng mà trong một thời gian ngắn thì luật sư, bởi vì Khiết Ngân nhớ thời gian luật sư làm chủ tịch cộng đồng thì luật sư cũng còn rất là trẻ, thì bao lâu từ ngày luật sư tị nạn cho tới luật sư bước ra hành nghề luật sư? Thì nếu mà nói về cá nhân tôi đó thì tôi khi tôi qua đây đó là năm 1984. Thì tôi đi vượt biên năm 83, tôi qua đây năm 84, cuối năm 84. Thì tôi vào đại học là năm 87, rồi 3 năm sau. 3 năm sau. Trong khoảng thời gian 3 năm sau. Không, 3 năm 84. Xin lỗi, năm 84 tôi qua đây đó là tôi đi học lại, năm 85 là đi học lại lớp 9. Lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Thì tôi đi vào đại học, xin lỗi lâu quá rồi, bây giờ nói liền không nhỉ, năm 88 thì phải. Thì tôi cũng nghĩ khi mà tôi mới bước chân đặt tới nước Úc này vào cuối năm 84, đầu năm 85 á, là tôi cũng không nghĩ là 4 năm sau thì tôi sẽ ghi danh vào học ở trường luật. Tại vì khi mình mới qua đây thì tuy là ở bên đảo mình cũng học tiếng Anh bập bẹ, nhưng mà không có thể nào mà mình mường tượng được là mình có thể đi vào trường luật sau một thời gian định cư có khoảng 4 hoặc là 5 năm. Tuy nhiên đó thì sau đó thì mình vẫn đi học, là mình vẫn ra trường, vẫn tốt nghiệp, rồi mình vẫn đi làm được. Thành ra tôi nghĩ là cái việc mà cái thế hệ tị nạn, nói chung là cái thế hệ tị nạn của mình vào lúc đó đó, cũng có rất là nhiều người qua đây rồi cũng đi học lại, là lấy lại bằng bác sĩ. Họ đã từng là bác sĩ ở Việt Nam rồi, và qua đây học lại. Thành ra người Việt của mình phải nói rất là có khả năng. Thì tôi nghĩ thôi là đối với các bạn trẻ mà đã được sinh trưởng ở đây đó, là có nghĩa là các bạn dưới 50 đó, thì không có cái lý do gì là có thể giới hạn được cái lĩnh vực hay là những cái tầng lớp của xã hội mà họ không thể làm được, không có cái gì cản trở họ được. Thành ra tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta đã có bắt đầu bước đầu vào một số cái mức độ, chúng ta đã có luật sư Võ Chí Dũng, bây giờ là dân biểu trong quốc hội của tiểu bang New South Wales ở vùng Karamata. Rồi trong tương lai tôi tin chắc là cái việc mà chúng ta càng ngày càng có đông người gia nhập một cách thành công. Tôi muốn nói đây đó là chúng ta không chỉ gia nhập thành công mà chúng ta trở thành những người lãnh đạo. Tại vì cái tư tưởng, cái tư duy của cái thế hệ thứ nhất á, thì mình vẫn xem như mình là nơi đây là cái nơi đất khách quê người, nơi tạm dung thân. Tôi nghĩ là cái sự suy nghĩ đó có thể nó thích hợp với cái thế hệ thứ nhất, nhưng nó sẽ không có thích hợp với cái thế hệ con cháu nữa. Mà chúng ta phải khuyến khích con cháu của mình, họ không phải là khách, họ là chủ nhân của đất nước này. Và họ có đủ khả năng để trở thành những người lãnh đạo của đất nước này. Và đó là cái điều mà tôi mong muốn được nhìn thấy, và tôi tin chắc là nó sẽ xảy ra. Cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, Khiết Ngân xin phép hỏi là đối với cái vấn đề mà hòa nhập của cộng đồng chúng ta đó, thì cái sự ảnh hưởng của cộng đồng người Việt chúng ta vào cái cộng đồng chung của nước Úc và so với những sắc tộc khác như thế nào, và nhất là về vấn đề ẩm thực, thưa luật sư? Vâng, thì cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Hồi nãy tôi có chia sẻ là chúng ta rất là thành công trên cái phương diện là các chuyên gia và giới tiểu thương. Thì trong cái giới tiểu thương đó thì cộng đồng của chúng ta cũng đã đi qua một vài giai đoạn. Thì cái giai đoạn có thể nói là một trong những cái giai đoạn đầu tiên đó là có rất là nhiều người họ ra làm bánh mì, làm bò bánh mì. Đúng rồi. Và quán ăn. Rồi thời gian sau này thì nó có một cái ngành kỹ nghệ và vấn đề làm nail. Nhưng mà cái hai tôi vẫn nhìn thấy là cái ổ bánh mì Việt Nam và cái tô phở Việt Nam nó đã đi vào cái đời sống hàng ngày của người Úc chính mạch ở đây. Nếu như quý vị đi bất cứ nơi nào trên nước Úc, không phải chỉ là nơi có đông người Việt đâu, nhưng mà ở những nơi có đông người Việt thì chắc chắn là có rất là nhiều tiệm phở. Nhưng mà ngay cả khi tôi đi du lịch ở những cái nơi xa, ở Gold Coast hay là những nơi xa,
thì ở nơi đâu thì tất cả mọi người cũng coi nghĩa là thấy có cái tiệm phở là đều phải chạy vào đến. Thành ra cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam đó, nó hiện nay đối với người Úc nó là một phần không thể thiếu được. Nó nói lên đó cái sự cần cù sáng tạo cũng như là cái những cái đóng góp rất là cụ thể của người Việt trong cái đời sống văn hóa ẩm thực của người Úc. Và thậm chí không chỉ những cái bình thường chúng ta thấy, mà ngay cả trên các cái cơ quan truyền thông chính mạch thì có rất là nhiều bài viết đề cao ẩm thực của Việt Nam. Nó có những cái chương trình chẳng hạn như là MasterChef. Thì cái số có rất là nhiều món ăn, hoặc là có rất là nhiều người mà gốc Việt thậm chí cũng có tham gia vào những cái chương trình đó. Thì tôi nghĩ rằng là có thể nói một cách tóm tắt là nó như thế này, là người Việt định cư tại Úc trải qua một cái giai đoạn đầu khó khăn đó, là bây giờ có một cái thế đứng tương đối rất là vững chắc ở trong cái xã hội này. Và trong đó là nó không chỉ có một cái lĩnh vực về vấn đề giáo dục mà chúng ta được ghi nhận là rất là thành công, mà trong đó có cái vấn đề về văn hóa, có những cái đóng góp về xã hội, có những cái đóng góp cho cái vấn đề từ thiện. Mà cái sự hiện diện của người Việt cũng giống như là cái uy tín của người Việt được các cấp chính quyền cũng như giống như là cả là người Úc chính mạch họ đánh giá rất là cao. Thì chúng ta nói về cái góc cạnh văn hóa, đó là một cái phần mà tôi nghĩ nó cũng thuộc về văn hóa, đó là cái tấm lòng bao dung và thiện nguyện của người Việt Nam. Mỗi khi mà người Úc ở đây có vấn đề về lũ lụt hay là hỏa hoạn, thiên tai, thì cộng đồng chúng ta là một trong những cộng đồng luôn luôn đi đầu, có những cái đóng góp rất là đáng kể. Mà cũng vì lý do đó mà tôi nghĩ là người Úc khi nói đến người Việt thì họ có một cái sự nể trọng nào đó. Và bên cạnh cái sự ngưỡng phục về cái tinh thần, cái tấm lòng chia sẻ của chúng ta, giống như nhớ ơn, chúng ta không phải chỉ mang ơn không nói suông mà chúng ta đóng góp trở lại. Thì nhưng mà bên cạnh cái đó, Khiết Ngân nhớ hồi thời kỳ lúc Khiết Ngân mới qua, tại Khiết Ngân qua sau này thì Khiết Ngân nhớ mỗi đi xuống khắp Ramatha thời đó có chương trình, mấy chương trình ở nước ngoài tới, họ đều tới quay cái bánh mì Việt Hoa, tại vì anh Lân có văn phòng luật sư ở khắp Ramatha. Anh Lân chia sẻ thêm một chút về cái đó, mới là những cái tiệm, những cái đại khái là những cái món mà những cái business mà thành công đặc biệt tiêu biểu, tại vì nó cũng là nằm trong một phần thành công của người Việt chúng ta đó thưa anh. Đúng vậy. Thì nếu mà nói về các cái địa điểm mà có bán thực phẩm đó thì Khiết Ngân nói đúng, lò bánh mì Việt Hoa là đã có mặt từ lâu đời rồi và rất là nổi tiếng. Và cái ổ bánh mì của họ cũng rất là ngon. Tại đã có rất là nhiều người đông xuống là tìm mua ăn bánh mì. Nhưng mà cũng một cách công bằng mà nói thì sau này đó nó cũng có thêm những cái lò bánh mì khác. Mà trong đó thí dụ như nó có cái tiệm bánh mì gọi là Destination Roll, là họ cũng đã phát triển được mười mấy cái tiệm bánh mì. Chúng ta nói về cái phương diện thành công đó thì tuy là chúng ta có thành công thiệt, nhưng mà nếu như mà mình đi so sánh với McDonald's thì hay là KFC mà mình không chỉ có một tiệm mà mình có một chuỗi, nó gọi là một cái franchise á, thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn còn thiếu cái điều đó. Hình như ở bên Mỹ thì đã có một cái tiệm bánh mì Lee sandwich. Thì ở nước Úc ở đây đó thì mình chưa có, mình chưa có cái đó. Và ngay cả như mình nói về phở đó thì tất cả mọi người, đặc biệt là các người Việt mà ở nước ngoài, không phải là ở nước Úc mà đến thăm nước Úc đó, thì tôi nghĩ đa số thì đều có ghé thăm ăn ở phở An ở Bankstown. Thì lúc nào cũng rất là đông. Nhưng mà tôi nghĩ thôi thì là nếu như mà chúng ta không chỉ có một tiệm mà có một cái thương hiệu, và cái thương hiệu đó nó được phát triển trên toàn quốc, hay là nói thậm chí nó trên toàn thế giới, đó là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta phải nên có cái sự có cái tham vọng để đạt được. Tại vì cái tư duy của người Việt Nam có lẽ nó cũng ảnh hưởng một phần là vì cái văn hóa làng xã của mình đó, thì mình vẫn còn gói gọn ở trong cái làng xã của mình. Tôi nghĩ là trong cái thời đại này là chúng ta có quyền nghĩ tới việc vươn ra biển lớn. Và cái điều mà tôi mong muốn nhìn thấy là một ngày nào đó chúng ta sẽ có không chỉ một mà nhiều thương hiệu Việt Nam có mặt khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy một tiệm bánh mì nào đó ở Úc, ở Mỹ, châu Âu và thậm chí ở Phi Châu hay là Nam Mỹ.
cũng như phải có một cái tiệm phở nào đó mà cái thương hiệu phải có hiện diện ở khắp nơi, khắp gọi là chân trời góc bể. Thì khi nào mà chúng ta tới một cái giai đoạn như vậy là tôi nghĩ là chúng ta sẽ thành công. Không những chỉ phở với lại bánh mì mà chúng ta còn có một cái món rất là được nhiều người yêu chuộng, đó là chả giò. Và chả giò có thể là sẽ giúp cho chúng ta phát triển ở trong tương lai dễ dàng hơn, bởi vì nói về cái mặt mà giống như chuẩn bị đó, thì mình có thể chuẩn bị trước và có thể bán được lâu dài hơn. Thì cái lời chia sẻ vừa rồi của luật sư Thân không phải chỉ là tham vọng giống như anh nói, mà là cái mong muốn của cá nhân anh không đâu quý vị, mà đó cũng là cái mong muốn của tất cả những người Việt chúng ta đang định cư ở tại hải ngoại. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và xin cảm ơn luật sư Thân. Vâng, xin cảm ơn Khiết Ngân, xin cảm ơn và kính chào quý khán giả của SBTN Hoa Thịnh Đốn.